Bà con nên theo dõi bản tin thị trường lúa gạo. Bản tin được cập nhật từ nguồn trang điện tử Báo Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA. Những thông tin dự báo về thị trường lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được chúng tôi cập nhật và chuyển đến bà con vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, thị trường lúa gạo hôm nay ngày 26 tháng 12 không có biến động so với hôm qua. Thị trường lúa đông xuân giao dịch ổn định. Hiện nhiều thương lái đang tích cực gom cọc lúa từ nông dân. Nhiều đồng lúa đông xuân được cọc với giá 9.000 đồng một ký, song nhiều nông dân vẫn chưa đồng ý. Tại thị trường xuất khẩu, giá gạo chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Sau đây là thông tin chi tiết mà bà con theo dõi. Theo đó, giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ngày 26 tháng 12 tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong phiên dịch đầu tuần, giá lúa ít biến động. Cuối tuần, lúa đông xuân được nông dân chào giá ở mức cao, thương lái chốt ít, giao dịch chậm. Lúa thu đông cạn nguồn tại một số địa phương, giá tham khảo hôm nay như sau. Theo đó, cập nhật tại Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh, giá lúa tiếp tục giữ ở mức cao. Với lúa còn 20 ngày nữa cắt, nếp Long An tươi giá từ 8.000 đến 8.200 đồng một ký, nếp An Giang tươi có giá từ 7.000 đến 7.200 đồng một ký, OM380 dao động từ 8.900 đến 9.000 đồng một ký, nàng hoa chính có giá từ 9.500 đến 9.800 đồng một ký, IR50404 dao động từ 8.900 đến 9.100 đồng một ký, OM18 có giá từ 9.500 đến 9.850 đồng một ký, Đại Thơm 8 dao động từ 9.400 đến 9.900 đồng một ký, OM5451 có giá từ 9.400 đến 9.500 đồng một ký, OM4900 có giá từ 8.900 đến 9.200 đồng một ký, ST24 ổn định quanh mức 9.700 đến 9.900 đồng một ký. Tương tự tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và một phần thuộc thành phố Cần Thơ, giá lúa chưa cọc có xu hướng tăng trong phiên dịch đầu tuần. Cụ thể, Đài Thơm 8 có giá từ 9.600 đến 9.900 đồng một ký, RVT có giá từ 8.600 đến 9.100 đồng một ký, OM18 ổn định quanh mức 9.700 đến 9.850 đồng một ký, ST24 có giá từ 9.900 đến 10.400 đồng một ký, VNR20 dao động từ 8.600 đến 8.800 đồng một ký, lúa Jasmine có giá từ 8.400 đến 8.600 đồng một ký, lúa Tài Nguyên dao động từ 8.700 đến 8.900 đồng một ký. Đáng chú ý tại U Minh Thượng, Cà Mau, giá lúa ST24, ST25 còn một tuần nữa cắt được cọc với mức 10.300 đến 10.500 đồng một ký. Trong khi giá cọc lúa non đông xuân tiếp tục ở mức cao, cụ thể IR50404 có giá từ 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM380 dao động từ 8.200 đến 8.500 đồng một ký, OM18 có giá từ 8.600 đến 9.000 đồng một ký, Đài Thơm 8 ổn định quanh mức 9.200 đến 9.300 đồng một ký. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, giá lúa sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương và chủng loại lúa cũng như chất lượng lúa. Như vậy, ghi nhận tại thị trường lúa hôm nay, giá lúa không có biến động. Cuối tuần, nông dân chào giá lúa có xu hướng tăng. Một số địa phương nguồn lúa thu đông còn rất ít. Trong tuần qua, nhiều chủng loại lúa có xu hướng tăng nhẹ như Đài Thơm 8, OM18, OM5451. Thị trường lúa đông xuân giao dịch ổn định. Hiện nhiều thương lái đang tích cực gom cọc lúa đông xuân từ nông dân. Nhiều địa phương được thương lái đến để cọc từ 9.200 đến 9.300 đồng ký với lúa non đông xuân, song nhiều nông dân không vội chốt. Với thị trường gạo, giá gạo tại các địa phương như An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp cũng duy trì ổn định. Giá gạo nguyên liệu OM18, Đài Thơm 8 giá từ 14.200 đến 14.400 đồng một ký. Gạo nguyên liệu OM5451 giá từ 13.900 đến 14.000 đồng một ký. Gạo nguyên liệu OM380 có giá từ 12.900 đến 13.000 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Theo đó, gạo 5% tấm duy trì ở mức 653 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 633 đô la Mỹ một tấn. Dự báo năm 2024, xuất khẩu gạo Việt sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt 5 triệu tấn gạo và Ấn Độ có khả năng sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo sang năm tới. Trong khi đó, một số quốc gia nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam như Indonesia, Philippines đều có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu gạo. Đến đây thông tin thị trường lúa gạo cũng kết thúc. Bà con đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bà con cũng có thể chia sẻ thông tin tại khu vực của mình bằng cách bình luận trực tiếp vào bên dưới video. Kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.